Bốn việc không nên làm nếu muốn cuộc sống được an yên, dù là ai cũng cần phải ghi nhớ. Cuộc đời ngắn ngủi, chính bởi thế mà ít phạm sai lầm là điều cần hết sức chú ý. Và để cuộc sống luôn thuận lợi, an yên, vui vẻ, hạnh phúc, mỗi người hãy tự nhủ không làm bốn việc dưới đây. Thứ nhất, không gây áp lực cho bản thân. Có những người thường hay đặt mình vào một cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng lo lắng tột độ, tự đặt ra yêu cầu quá cao rồi bắt mình phải leo lên. Và rồi một khi phát hiện ra rằng mình làm chưa tốt là lập tức rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân, không chấp nhận điều kiện hiện tại, không ngừng so sánh mình với người khác. Cứ như thế, tinh thần càng lúc càng bất mãn, bế tắc. Cuộc sống vì thế mà càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Mỗi chúng ta chỉ được sinh ra và sống trên đời có một lần, hà cớ gì phải tự dày vò và tự làm khổ mình đến thế. Hãy thông cảm cho bản thân, đừng tạo áp lực cho chính mình. Vui vẻ, trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta sẽ phát hiện thêm nhiều điều đẹp đẽ trên thế giới này. Và khi thông cảm cho chính mình, chúng ta sẽ phát hiện thêm một điều nữa, là thực ra chúng ta đã bước lên một tầm cao mới. Thứ hai, không từ bỏ việc học. Năm 2016, Dorita Daniel đã nhận bằng tốt nghiệp tại trường đại học Canyon ở Santa Clarita, California, Mỹ, ngành khoa học xã hội. Nhưng Dorita Daniel không phải là một sinh viên bình thường. Vào thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, bà đã 99 tuổi. Học tập không bao giờ có chuyện sớm hay muộn. Khi còn trẻ, chúng ta học cách nhận biết thế giới. Khi trưởng thành, chúng ta học cách thích nghi với thế giới. Khi về già, chúng ta học cách nhìn thế giới một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Học tập giúp cho chúng ta có một tâm hồn thú vị. Một con người không phải vì có sức hấp dẫn mới thú vị, mà vì có sự thú vị mới có sức hấp dẫn. Thứ ba, không thức khuya. Thức đêm có thể ví như là hình thức tra tấn lăng trì với cơ thể, gây ra các nguy cơ bệnh tật và thậm chí có thể đoạt mạng chúng ta. Vì thế, việc thức thâu đêm hay ngay cả việc đi ngủ quá muộn chẳng khác gì chúng ta đang tự sát. Thức đêm cũng khiến cảm xúc, tính khí của chúng ta trở nên mất cân bằng, dễ mất kiểm soát, có thể nổi nóng mà chẳng vì một lý do nào to tát cả. Trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều người vì công việc mà phải thức khuya, thậm chí là thức thâu đêm để thực hiện các mục tiêu của đời mình. Nhưng thực ra, những mục tiêu đó phải được thực hiện hóa bởi một cơ thể khỏe mạnh, một bộ não được nạp đủ năng lượng nhờ giấc ngủ trọn vẹn. Thế nên, nếu muốn làm được những gì mình khao khát, mơ ước, thì phải chú ý đến việc thắp ngọn lửa sinh mệnh khỏe mạnh trước tiên. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ không có tất cả. Thứ tư, không được lười vận động trong thời gian dài. Tiêu chuẩn vận động thông thường được thế giới công nhận là mỗi tuần con người nên vận động 150 phút. Đó là một khoảng thời gian vừa phải, phù hợp. Các bạn hãy tự hỏi mình, mỗi ngày đã dành được tối thiểu 20 phút cho việc tập thể dục, vận động hay chưa? Vận động không chỉ giúp mỗi chúng ta duy trì sức khỏe, mà hơn thế nữa, việc này giúp chúng ta giải phóng áp lực, điều chỉnh cảm xúc. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vận động phù hợp có thể làm giảm nhẹ chứng trầm cảm ở con người. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng hay trong làn gió nhẹ mỗi buổi tối, tận hưởng sự vận động vừa phải, phù hợp sẽ giúp cho chúng ta nhẹ nhõm, hân hoan. Không chỉ vậy, chúng ta cũng sẽ thấy mình được hòa vào tự nhiên, cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi y một góc với điện thoại thông minh hay máy vi tính. Không muốn lãnh nghiệp, sống ở trên đời này chớ dại phạm phải điều này.
Hành động và thái độ này không chỉ phá hủy phúc đức của bạn mà còn khiến bạn phải lãnh nghiệp quả về sau. Không muốn lãnh nghiệp quả, sống ở trên đời này chớ dại phạm phải điều này. Người hay coi thường người khác sẽ phải gánh nghiệp tham sân si. Cổ nhân có câu: tử phi ngư, an chi ngư lạc. Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Mỗi người chúng ta là một cá thể khác nhau, mang trong mình một bản ngã riêng biệt. Cuộc sống của bạn thế nào, chỉ có bạn là người rõ nhất. Vì không thể hiểu tường tận về cuộc đời của người khác, nên chúng ta không có quyền coi thường bất kỳ ai. Bàn về việc này, Đạo Phật cũng cho rằng coi thường người khác chính là tham sân si. Theo quan điểm của Đạo Phật, coi thường người khác là một việc làm ác. Những người mang theo thái độ và hành động này thường tự đặt cho mình ở vị thế cao hơn, tự cho mình cái quyền để chà đạp, nhạo báng kẻ yếu thế. Việc làm ấy sẽ khiến nhiều người tạo nghiệp làm ác, sau này khó tránh khỏi quả báo. Học cách trân trọng chính là lưu lại cho mình một đường lui nhân đức. Nếu như bạn giàu có, làm ơn đừng xem thường những người hành khất, cũng đừng coi nhẹ những người bán hàng rong, những người có hoàn cảnh kém hơn bạn. Bởi người xưa có câu: làm người nên lưu lại cho mình một đường lui, sau này gặp lại nhau còn dễ bề ăn nói. Nếu bạn tìm được một người yêu có thể giúp đỡ mình, thì đừng đi kể xấu hạ bệ người tình cũ. Mặc dù giờ đây giữa bạn và họ không còn tình nghĩa, nhưng đó vẫn là một đoạn đường đời mà bạn không thể chối bỏ. Nhờ có những người cũ đi ngang qua cuộc đời bạn trước kia mà bạn mới có thể tìm lại được một nửa phù hợp với mình ở hiện tại. Nếu như gia đình bạn viên mãn, hạnh phúc, đừng chê cười những người sống trong cảnh ly dị, càng chớ nên coi thường những người vấp ngã sau một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chúng ta vốn không nên sát muối vào vết thương của người khác, bởi mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình. Nếu bữa cơm của bạn mỗi ngày thịt cá ê hề, thì đừng dè bỉu những món ăn bán ngoài vỉa hè, cũng không cần hùa theo tâm lý đám đông mà đổ xô đi tìm sơn hào hải vị. Sống ở trên đời chớ nên lúc nào cũng tính toán chi ly. Có đôi khi thua thiệt lại chính là phúc phần. Nếu cha mẹ bạn còn khỏe mạnh, con cái trai gái đủ bề, hãy quan tâm nhiều hơn tới những đứa trẻ không còn cha mẹ, chiếu cố nhiều hơn tới những cụ ông cụ bà neo đơn. Mỗi trái tim đều vì ai đó mà thương nhớ bận lòng. Mỗi con người đều đeo sau lưng những chua xót khó có thể nói thành lời. Người lang thang ăn mặc rách rưới ngoài kia, hay những công nhân đứng bên lề đường vội vàng ăn cơm hộp, những người bán hàng rong luôn đi sớm về khuya, họ ngày ngày phải đối mặt với vô số ánh mắt khinh bỉ, ngày ngày phải chịu đựng với thái độ xa lánh của người đi đường. Nhưng ít ai biết rằng những con người ấy vẫn đang gồng gánh trên vai vô số nỗi thống khổ, hay đeo trên mình vài món nợ lớn nhỏ đầy nặng nề. Họ vật vã mưu sinh ở nơi phố thị đầy rẫy khó khăn, dè bỉu, từng ngày mong chờ một cuộc sống đủ đầy, ấm êm. Nào ai biết được, rất có thể là ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau đó, họ cũng sẽ hiên ngang bước đi giữa cuộc đời, tỏa sáng giữa đám đông tấp nập. Những con người chẳng ai nhớ mặt đặt tên ấy, đang ngày ngày dùng những giọt mồ hôi của mình để đổi lấy thứ hạnh phúc thuộc về họ. Họ nhỏ bé nhưng vĩ đại vô cùng, bởi chính họ đã mang đến hơi thở sinh khí cho vô số những thành thị ngột ngạt. Những người trong số họ chẳng có được vẻ ngoài tươm tất, bắt mắt, nhưng vẫn luôn cất giữ trong trái tim những tình cảm chân quý.
phía sau hết thảy mọi cố gắng, nỗ lực của họ là vô số những nỗi đau đang đeo bám chằng chịt. Vậy nên, sống ở trên đời này, đừng bao giờ coi thường người khác, bởi chúng ta không phải là họ, không sống cuộc đời của họ. Nên chúng ta không có quyền phán xét, càng không có quyền coi thường. Học cách xem trọng mọi người là bớt đi nghiệp tham, sân si, hành xử khiêm tốn, cư xử lễ độ là cách để lưu lại cho tương lai mình một đường lui nhân đức.